Một lát sau, thanh sắt tiểu đỉnh trong ngọn lửa tản mát ra khí tức nóng bỏng. Cả gian mật thất bắt đầu tràn ngập sóng nhiệt, nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Trong mắt hàng lập lóe lên một tia hàn quang, hắn nhấc tay đánh ra một đạo pháp quyết vào tiểu đỉnh. Phốc, âm thanh nhỏ vang lên, rồi từ trên đỉnh xuất hiện một đạo thanh quang cao tận trời do nắp đỉnh tạo thành. Sau đó nó liền lơ lửng ở phía trên. Hàng lập thấy vậy, ánh mắt liền nhìn tới cái hộp ngọc hình vuông nằm trên mặt đất hắn điểm nhanh một cái nắp hộp nhất thời vô thanh vô tức mở ra hiển lộ một thứ tròn dẹt màu đen dài khoảng một tấc hàng lập nhìn vật ấy một chút rồi phất tay nó lập tức bay ra khỏi hộp ngọc và dừng lại cách mặt đất độ hơn một trượng hắn nhẹ nhàng búng ngón tay ra bắn ra một đạo thanh mang cắt lấy một phần năm của vật ấy tiếp theo hàng lập phất tay áo đem phần vừa bị cắt ra đưa vào tiểu đỉnh phần còn lại thì cho vào trong hộp ngọc sau đó Hàng Lập nhìn qua một cái hộp khác, ở trong đó có một đoạn rễ màu xanh không biết là của loại linh thảo gì. Hắn cũng tiến hành các bước tương tự đối với nó. Cứ như vậy, Hàng Lập căn cứ theo phương thuốc, chọn lựa các loại tài liệu cần thiết. Cuối cùng hắn mới lấy ra một quả linh chút quả. Thanh sắc kiếm quang hiện lên, đem nó chia thành bốn phần, rồi đem một phần cho vào trong đỉnh. Hàng Lập lúc này nhẹ nhàng điểm về phía nắp đỉnh đang phiêu phù bất định trên không trung. Nó lập tức hạ xuống, đậy chặt cái tiểu đỉnh lại. Hàng lập thở phào một hơi, rồi tiếp tục hé miệng phun ra một luồng anh hỏa màu xanh. Nhất thời ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhiệt độ bên trong mật thất lại càng cao. Mười ngón tay hàng lập điểm chỉ không ngừng, từng đạo từng đạo pháp quyết đánh ra lần lượt kích lên tiểu đỉnh. Không bao lâu sau, trong tiểu đỉnh bắt đầu truyền ra âm thanh âm y, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hàng lập thấy vậy, hai hàng lông mày nhíu lại, tốc độ bắt quyết biến đổi, khi chậm khi mau, tiếng sấm trong đỉnh cũng lúc cao lúc thấp nghe cực kỳ quỷ dị sắc mặt của hắn giờ vẫn thản nhiên nhưng làm quan trong mắt lấp lóe không ngừng dường như đang trực tiếp nhìn xuyên qua cái thành đỉnh để quan sát tình hình đang dược bên trong bộ dáng không bi không hỉ thời gian cứ như vậy trôi qua ngay lúc hàng lập đang cấp tốc luyện đan thì tế đàn ở khu vực bồn địa nhóm người quỷ linh môn rút cuộn cũng leo lên đến đỉnh tế đàn cao hơn trăm trượng không biết lúc xây dựng tế đàn tu sĩ thượng cổ suy nghĩ như thế nào mà cấm chế trên từng bậc thang thực sự có chút biến thái cứ leo lên một độ cao nhất định thì trọng lực ép lên người sẽ lập tức gia tăng thêm một ít cho nên từ chân tế đàn leo lên đến giữa tế đàn thì đoàn người đã tiêu tốn mất hơn hai canh giờ nhưng từ giữa tế đàn lên tới đỉnh lại tốn không mất hơn một ngày một đêm thậm chí trên đường đi phải nghỉ ngơi gần nửa ngày để hồi phục pháp lực nhóm tu sĩ nguyên anh kỳ thì còn tốt nhưng ba gã đệ tử kết đan kỳ muốn leo lên đến đỉnh thực sự của chút miễn cưỡng bởi vì ở mười mấy bậc thang cuối cùng từng bước cơ hồ đều có ngàn cân khí lực ép lên người đám tu sĩ kết đan này phải nhích từng tấc một đương nhiên trong đó nhẹ nhàng nhất là ngụy vô nhai từ đầu đến cuối cũng không thấy cấm chế này có tác dụng lớn gì đối với một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ hắn vẫn không có lộ ra vẻ gì cố hết sức phải biết rằng khi đi tới đoạn cuối cùng cho dù đám người vương thiên cổ cũng chỉ có thể đi được một bước dừng một bước mà thôi. Đương nhiên cái loại biểu hiện này của Ngụy Vô Nhai đã làm cho môn chủ Quỷ Linh Môn khi nhìn thấy thì trong lòng âm thầm kinh hãi, không khỏi đánh giá lão cao hơn. Đoàn người bọn họ mặc dù tu vi không đồng nhất, nhưng dưới sự trợ giúp của môn chủ Quỷ Linh Môn nên tất cả đều leo lên đến đỉnh tới đàn cùng một lượt. Sau khi đặt chân lên đỉnh thì cảm giác đè nặng như núi Thái Sơn lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Nhóm đệ tử Quỷ Linh Môn nọ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù có hậu thể liên quan nhưng cuộc hành trình này đã khiến cho bọn họ đau nhức cả người loại cảm giác của phàm nhân này bọn họ đã từ lâu không có thể nghiệm qua nếu bình thường thì bọn họ chỉ dậm chân một cái là tới đâu từng phải chịu nổi thống khổ như vậy nhưng đám người vương thiên cổ cũng chẳng để ý nhiều sau khi đặt chân đến nơi đây thì lập tức xem xét xung quanh nơi này diện tích tầm hơn trăm trượng trên mặt đất phủ kín bởi các loại gạch bạch ngọc cực kỳ trong suốt ở giữa một cái bàn thờ cao khoảng 6 bảy trượng dùng loại ngọc màu xanh biếc chế thành vô cùng tinh xảo còn lại đều trống rỗng chỉ duy nhất ở bốn góc tế đàn có bốn thạch trụ to lớn cột đá này cao khoảng 10 trượng mặt ngoài mỗi một cột đá đều khắc vô số minh ấn phù văn chú ngữ thoạt nhìn rất khó hiểu cực kỳ cổ xưa mà ở trên đỉnh mỗi thạch trụ đều có một tượng đá hình kỳ lân trông rất sống động hình thái khác nhau tản ra linh quang mờ ảo bộ dáng tựa hồ không phải là tầm thường vì đơn giản như vậy nên nhóm người vương thiên cổ tự nhiên chỉ cần nhìn thoáng qua ngụy vô nhai cũng không phát hiện ra điều gì đáng chú ý nên lông mày không khỏi nhíu lại mắt không khỏi liếc nhìn môn chủ quỷ linh môn bên cạnh một cái trong khi đó môn chủ quỷ linh môn lại đang ngửa mặt lên trời hai tay chắp sau lưng không nhúc nhích tựa hồ đang nhìn một thứ gì đó rất thú vị ngụy vô nhai trong lòng kinh ngạc đồng dạng ngước mắt lên nhìn trời bầu trời chỗ này toàn một màu đỏ bên dưới là vô số hào quang các màu phiêu phù di chuyển nhưng ngoại trừ chúng ra thì không có cái gì khác thường vương môn chủ bây giờ đã đến nơi rồi cửa vào linh miễu dương ở nơi nào vậy ngụy vô nhai không chút khách khí trực tiếp chất vấn ngụy đạo hủ không nên đóng lòng cửa vào linh miễu dương tự nhiên là sẽ bị cấm chế che lấp rồi nhưng phương pháp phá cấm thì chỉ có tinh hồn trong bức tranh nọ biết được cứ gọi hắn ra hỏi là biết ngay thôi môn chủ quỷ linh môn không chút hoang mang trả lời thì ra là vậy Xem ra việc này cũng là một trong những giao dịch giữa Dương Đạo Hữu Cùng với cái hóa thần của thương không thượng nhân hả Ngụy Vô Nhai thân sắc khẽ động Chậm rãi nói <laughs> Ngụy Đạo Hữu thật là thông minh đó nga, việc này xác thật là liên quan đến một điều kiện Ta đã đáp ứng với đối phương Đạo Hữu đợi một chút để ta gọi hắn ra Môn chủ quỷ linh môn mỉm cười nói Rồi lấy từ trong cổ tay áo ra một bức tranh màu Ánh mắt vương thiên cổ chớp động một cái Rồi không nói một lời đi tới Lúc này môn chủ quỷ linh môn đã mở bức tranh ra, một đoàn lục quang chủ động xuất hiện, sau đó huyễn hóa thành hình tượng nho sinh. Không sai chính là nơi này nè, không nghĩ tới một ngày ta lại có thể quay trở về đó. Tinh hồn hóa thành thương khung thượng nhân sau khi hiện hình vẫn không để ý tới bất luận kẻ nào mà chỉ đánh giá bốn phía vẻ mặt kích động. Theo ước định ta đã đem ngươi đến tới đoạn này rồi, chiếu theo lời ngươi nói thì nơi này mới là trung tâm của trụy ma cốc, cũng là nơi có lối vào linh miễu dương bây giờ đến lượt ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi đó môn chủ quỷ linh môn lạnh lùng nhìn nho sinh rồi nói ta đã bị hơn ngươi hạ cấm chế rồi chẳng là còn sợ ta lừa ngươi sao lối vào linh miễu Diên ngay trên bầu trời tế đàn đó việc này là hoàn toàn chính xác chỉ bất qua cấm chế nọ có chút cổ quái phải tự thân ta làm phép mới được thôi nói xong lời này nho sinh đồng dạng ngửa đầu nhìn bầu trời đầy ánh hậu quang hai tay chập lại rồi một đoàn hỏa cầu màu xám trắng xuất hiện sau đó hắn phất tay đem hỏa cầu đánh lên phía trên Kết quả là hỏa cầu sau khi bắn tới đám hào quang thì biến mất một cách quỷ dị. Nho sinh nhìn thấy thế liền gật đầu, quay mặt nhìn bốn cục đá xung quanh một chút rồi không lãng phí thời gian nói. Mấy vị đạo hữu hãy rót linh lực vào cục đá này nè, còn chuyện bài trừ cấm chế cứ giao cho ta là được. Vừa nghe nói vậy, ba người vương thiên cổ liếc mắt nhìn nhau một cái, môn chủ quỷ linh môn hơi do dự, trầm giọng nói. Được rồi, theo lời đạo hữu nói vậy, ba người có ngươi qua cục đá bên kia đi, vương sư đệ, cục đá còn lại phải phiền tối sư đệ một chút rồi. công mã môn chủ ba gã đệ tử lập tức khớp người đáp ứng, còn vương thiên cổ cũng không chần chờ đi về phía một cây cục đá khác. nhất thời sau khi môn chủ quỷ linh môn vừa ra lệnh một tiếng, bốn người đều vương một bàn tay đặt trên cục đá chậm rãi đem linh lực rót vào trong, thông qua cục đá đem linh lực truyền vào tượng đá trên đỉnh. không bao lâu sau, bốn cái cục đá bắt đầu phát ra âm thanh đồng thời khẽ rung rẩy mà tượng đá kỳ lân trên đỉnh thì linh quang chớp động hai mắt vô hồn đột nhiên biến thành màu đỏ dường như muốn sống lại cùng ngụy vô nhai thì mơ hồ cảm giác được hình như đã nghe nói về thạch trụ kia ở nơi nào đó nhưng nhất thời vẫn chưa nhớ ra nên sắc mặt lộ ra vẻ trầm ngâm môn chủ quỷ linh môn thì đứng tại chỗ lẳng lặng một câu cũng không nói đột nhiên tượng đá kỳ lân chậm rãi ngẩng đầu há miệng ra ngũ sắc hào quang bên trong lấp lóe như muốn phun ra vật gì đó Thân thể quỷ mỹ của nho sinh lúc này mới hành động, hai tay nhấc lên, ngón tay khẽ búng ra bốn đạo pháp quyết kích lên tượng đá. Nhất thời, từ trong miệng kỳ lân bắn ra liên tiếp bốn đạo ngũ sắc hào quang, tụ lại cùng một điểm trên không trung, sau đó quang hoa đại phóng. Một viên ngũ sắc quang cầu to cỡ một trượng xuất hiện. Tiếp theo không gian quanh quang cầu vặn vẹo biến hình, rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa diễn ra ngũ sắc linh quang chói mắt, lập tức bao phủ cả bầu trời tế đàn cùng linh khí ba động cực kỳ kinh người, giống như từng đợt sóng cuốn về nhóm tu sĩ quỷ linh môn. Cho dù Ngụy Vô Nhai sau khi cảm ứng được cường độ linh khí ba động thì sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, những người còn lại không cần nói, lập tức lùi lại mấy bước rồi vội vàng điều động linh lực trong cơ thể để ngăn cản. Cũng may vụ nổ này rất ngắn, trong nháy mắt hào quang đã thu liễm, linh khí tán xạ đám người quỷ linh môn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn không trung kết quả đập vào mắt khiến cho mọi người đều thất kinh sắc mặt của ngụy vô nhai lại càng xanh mét quay ngoắt lại nhìn nho sinh băng hàng nói đây là lối vào linh miễu viên mà ngươi nói sao phía trên tế đàn hơn trăm trượng xuất hiện một đạo quan hồ dài hơn ba mươi trượng chỗ rộng nhất của nó chỉ có bốn năm trượng hình dạng như vườn trăng khuyết vậy đây đúng là một cái khe hở không gian to lớn hiếm thấy chỉ là không biết lúc trước bị cấm chế gì che lấp mà với nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ ở đây như vậy vẫn không phát hiện ra nó. Chẳng lẽ đây chính là lối vào linh miễu viên? Nhìn mắt thường có thể thấy được không gian đang vặn vẹo biến hình. Cho dù là ngụy vô nhai cũng tuyệt đối không dám xông vào vì lực cắt của nó. Tu sĩ thế giới hiện tại đâu thể chịu đựng được, khó trách mà ngụy vô nhai lại nhịn không được giận dữ quát lên. Linh miễu viên vốn tồn tại ở giữa linh giới và nhân giới, nên muốn đi vào thì nhất định phải lợi dụng cái khả ở không gian chỉ hơi dặn dẹo một chút nhưng lại trực tiếp mở ra thông đạo đến linh miễu viên các người yên tâm đi ta đương nhiên sẽ không để mấy vị cứ như vậy xông vào mà có biện pháp truyền tống tạm thời bất quá cũng sẽ gặp một chút nguy hiểm nhất định xác suất thành công chỉ nắm chắc khoảng sáu bảy thành thôi tu sĩ cách đang thì nên không đi vì tôi với bọn họ không đủ đi chỉ là chịu chết mà thôi nho sinh đạo mắt liếc mắt mọi người một cái rồi thản nhiên nói nắm chắc sáu bảy thành tại sao trước khi tới đây ngươi lại chưa bao giờ nói qua việc này sắc mặt môn chủ quỷ linh môn có chút bất thiện hỏi nói hay không nói có gì khác nhau đâu chứ đừng nói là sáu bảy thành cho dù hai ba thành thì mấy vị nhất định sẽ không buông tha nho sinh cười lạnh một tiếng rồi trả lời môn chủ quỷ linh môn nhìn nho sinh hàng quang trong mắt chớp động rồi đột nhiên khoát tay một cái lệnh bài đỏ như máu xuất hiện ngư ng ng mối làm gì vậy nho sinh vừa thấy lệnh bài này thì sắc mặt đại biến kinh hoàng bay thụt lùi lại đồng thời lớn tiếng hỏi nhưng môn chủ quỷ linh môn một câu cũng không nói nhẹ nhàng giơ lệnh bài trong tay lên huyết quang trên lệnh bài đại thịnh nho sinh đang bay giật lùi nhất thời hét thả một tiếng trực tiếp rơi xuống mặt đất đồng thời trên da thịt hắn hiện ra phù văn màu đỏ không ngừng di động tựa như được khắc vào cơ thể thực vô cùng quỷ dị kinh hồn chú vương thiên cổ vừa thấy cảnh này thì thất kinh trên mặt không khỏi lộ vẻ hoảng sợ ngụy vô nhai nghe được lời này thì thân sắc cũng khẽ động đây là kinh hồn chú một trong những loại mật chú của quỷ linh Mông hả nghe nói cái bí thuật này so với cấm thần thuật bình thường còn ác độc hơn ba phần tu sĩ nào bị hạ chú thì hồn phách của người đó sẽ biến mất Câu hồ chỉ do một tia ý niệm của người hạ chú mà thôi ngụy vô nhai nhìn chằm chằm nho sinh đang lăn lộn trên mặt đất bất động thanh sát nói <laughs> <laughs> ngụy hình quả như là người biết nhiều hiểu rộng đó nga tại hạ chính xác đang sử dụng kinh hồn chú đó tinh hồn kia bốc quá chỉ là một phân thần hóa thân của thương không thượng nhân mà lại cứ tưởng rằng bản thân chính là thương không thượng nhân tung hành vô địch năm xưa loại không biết tốt xấu như thế này á bổn môn chủ tự nhiên phải trừng phạt một chút rồi môn chủ quỷ linh môn xoay chuyển ánh mắt mỉm cười trả lời ngụy vô nhai gật đầu không nói gì nữa đối với bọn họ mà nói một cái tinh hồn cho dù có lai lịch to lớn đến đâu thì cũng là một cái tinh hồn mà thôi còn nho sinh kia dường như đang chịu nhiều đau khổ huyết sắc phù văn trên người cứ chớp động một cái thì thân thể sẽ rung rẩy một lần. Hai tay hắn ôm đầu, lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt rúm ró, tràn đầy vẻ thống khổ không chịu nổi. Màn hành hạ duy trì liên tục tầm khoảng một bữa cơm, cho tới khi thân ảnh của tinh hồn bắt đầu trở nên mơ hồ, thì môn chủ quỷ linh môn mới vung lệnh bài lên, chấm dứt bí thuật kinh hồn chú. Ngươi bây giờ hẳn là đã nếm được một chút dấu hấn rồi đó, cho dù trí nhớ của ngươi không khác gì thương không thượng nhân ngày xưa, nhưng hôm nay ngươi cũng chỉ là một cái tàn hồn mà thôi Nếu làm thêm cái chuyện gì ngu xuẩn Thì trừng phạt tiếp theo cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu Tất nhiên bổn môn chủ nhất định phải tiến vào linh miễu duyên Nhưng tuyệt không muốn bị người khác dắt mũi Bất quá ngươi yên tâm đi Chỉ cần ngươi đàng hoàng dẫn đường á Bổn môn chủ sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi Quyết không nuốt lời Môn chủ quỷ linh môn thi triển đủ cả ân uy rồi nói Ta biết rồi để ta mở lối vào Lúc này phía sau người nho sinh lóe lên lục quang thân thể trong nháy mắt đã ngưng động lại nhưng thần sắc vẫn cực kỳ bình tĩnh nói môn chủ quỷ linh môn nhìn thấy vẻ mặt của nho sinh như vậy thì cảm thấy có chút ngoài ý muốn đồng tử hắn co rụt lại đang muốn nói gì đó thì lục quan quanh thân nho sinh tiếp tục chớp động thân hình phiêu phù bay lên hướng về phía khe hở không gian lời còn chưa nói của môn chủ quỷ linh môn vừa ra tới cổ họng đã phải nuốt xuống dù sao so với việc giáo huấn đối phương thì chuyện mở ra lối vào linh miễu viên vẫn quan trọng hơn mấy người ngụy vô nhai không lên tiếng lạnh lùng nhìn cử động của nho sinh không biết hắn rốt cuộc có biện pháp gì có thể giúp bọn họ đi qua liệt phùng đáng sợ kia chỉ thấy nho sinh bay đến cách khe hở không gian khoảng 20 trượng thì dừng lại sau khi ngẩng đầu nhìn nó sắc mặt của hắn lộ ra một tia cổ quái rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đoàn lục quang trong lục quang có một viên châu đen nhánh như mực to cỡ ngón tay cái sau khi xoay tròn trước người vài vòng thì lơ lửng trên không trung sau khi phun ra viên châu này sắc mặt của nho sinh tái nhợt không còn chút máu tinh thần uể oải giống như đã bị viên châu này lấy hơn phân nửa hồn lực đi cưỡng như thế nho sinh miễn cưỡng điểm chỉ về phía viên châu trong miệng khẽ hô linh quan bên ngoài viên châu chợt lóe nhất thời bắn nhanh về phía khe hở không gian kia đám người quỷ linh mông mông chủ thấy cái cảnh này trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh ngạc một viên châu như vậy liệu có thể mang lại hiệu quả gì ngay lúc đám người quỷ lên môn trong lòng đang nghi vấn, thì viên châu mới vừa đến gần khe hở không gian mấy trượng đã bị nó hút lấy. Bạch quang chợt lóe, không gian phụ cận vặn vẹo một chút, rồi hạt châu trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, khe hở không gian vẫn như thường, không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nhưng nơi sinh nguyên bản đang ở gần khe hở không gian, thân hình nhoáng lên một cái, đã hạ xuống phía dưới, trong nháy mắt đã ở khoảng cách khá xa. Trong lúc đám người ngụy vô nhai giật mình, không rõ hắn có dụng ý gì thì từ khe hở không gian đột nhiên truyền đến thanh âm nổ âm y tiếp theo ở giữa khe hở không gian có một đoàn lục quang chớp động theo sau lục quang nhanh chóng biến lớn phát ra những âm thanh xé gió tiếp theo là phải xem thần thông của chơi vậy đó chỉ cần cố gắng rót linh lực vào lục quang là có thể hoàn toàn mở ra thông đạo linh miễu viên đó nho sinh sau khi đáp xuống tế đàn thản nhiên nói Ngụy Vô Nhai cùng Vương Thiên Cổ thấy cảnh tượng quỷ dị như thế thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Tạm thấy ngụy một chút xem có hữu hiệu hay không. Môn chủ quỷ linh môn vô cùng khuyết đoán sau khi ngẫm nghĩ liền nói. Mặt mày của Ngụy Vô Nhai hơi nhăn nhó, nhưng sau khi liếc mắt nhìn lục sắc quan đoàn một cái thì không nói gì. Vương Thiên Cổ tự nhiên càng không có ý tứ phản đối. Lúc này ba người tách ra, đồng thời bắt quyết, sau đó dương tay, ba đạo quan trụ nhan sắc khác nhau phun ra trực tiếp đánh vào lục sắc quan đoàn trong khe hở không gian tu vi của ba người sâu cạn như thế nào lúc này chỉ nhìn là biết lục sắc linh trụ do ngụy vô nhai phát ra có đường kính to bằng miệng bát còn quan trụ của môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ thì nhỏ hơn sai biệt không nhiều lắm nhưng nhìn rất rõ ràng sau khi ba đạo linh trụ không ngừng rót linh lực vào lục sắc quan đoàn thì thanh âm bén nhọn xé gió chợt tăng kích thước của nó bắt đầu mở rộng ra một lát sau giữa lục sắc quan đoàn dần dần hình thành một cái lỗ hỏng đen ngầm. Lúc đầu chỉ to cỡ một thước, bên trong sâu không lường được, nhưng không biết thông đi nơi nào. Đám người quỷ linh môn thấy vậy, trong lòng lại nhất thời mừng rỡ. Có dị tượng này xuất hiện, chứng tỏ nho sinh nọ đã không lừa gạt bọn họ. Lúc này, linh lực toàn thân ba người lưu chuyển, cột sáng phát ra càng to thêm vài phần. Lục sắc quang mang trong khe hở càng phát ra ánh sáng nồng đậm. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, chỗ trung tâm hát động đã mở rộng tới ba thước tựa hồ miễn cưỡng có thể để cho một người tiến vào nhưng nho sinh đang đứng ở một bên đột nhiên mở miệng nói bây giờ dù có thể tiến vào đó nhưng cửa vào linh miễu viên vẫn chưa có ổn định tại hạ lại không còn phá giới châu nữa mấy vị đạo hữu nếu không muốn sau khi tiến vào mà không quay trở về được đó, thì tốt nhất là tiếp tục rót linh lực vào để củng cố nó đó vừa nghe nói thế ba người ngụy vô nhai cả kinh nhưng sau khi nhìn hát động còn có chút lấp lóe thì thực sự không dám thu hồi linh lực bản thân. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục điều động pháp lực. Nhưng hiển nhiên, để ổn định thông đạo thì linh lực tiêu hao lại càng nhiều. Nhưng qua thêm một hồi nữa, nó vẫn chẳng thay đổi gì. Lần này trong lòng của môn chủ quỷ linh môn có chút nghi hoặc nhưng lại mở miệng phân phó mấy gã đệ tử kết đăng kỳ. Bao người cấp ngươi cũng lại đây hỗ trợ đi, mặc dù tôi duy hơi thấp một chút, nhưng chung quy thêm người vẫn mạnh hơn, dạ môn chủ ba gã đệ tử nọ nghe vậy thì không dám chậm trễ đồng dạng đem linh lực ngưng tụ thành mấy đạo linh trụ bắn về phía khe hở không gian kia trong khi đó nho sinh vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú trên mặt không chút biểu tình thời gian trôi qua khi đám người ngụy vô nhai đem non nữa linh lực rót vào khe hở thì thông đạo màu đen nọ rốt cuộc cũng đã ổn định không hề chớp động nữa đám người đều thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thu quan trụ lại Thông đạo này thật sự là đi vào linh miễu duyên sao? Môn chủ quỷ linh môn mới thu lại pháp lực đã nhíu mày hỏi. Nho sinh nghe lời này thì không có trả lời. Ngược lại ngụy vô nhai lại mở miệng nói. Hẳn không là giả, ta đã cảm ứng được đầu kia của thông đạo có một chỗ rất rộng đó. Ngụy vô nhai liếm liếm môi, thân sắc khẽ động. Những người còn lại thân thức không đủ mạnh nên không có cách nào tra xét được. Nhưng vừa nghe như thế thì nhất thời đều mừng rỡ. Nếu ngụy Vô Nhai đã nói như thế thì chắc chắn là đúng rồi bất quá để cẩn thận hay là chúng ta nên thử một lần rồi hắn nói đi vương thiên cổ mạnh mẽ đè nén sự hưng phấn trong lòng xuống vùng ống tay áo lên một đoàn sương mù màu đen bắn ra bên trong mơ hồ có một con tiểu quỷ trực tiếp bay về phía thông đạo tiểu quỷ này một thân hắc khí vừa tiến vào trong thông đạo thì phốc một tiếng nó tự dưng nổ tung ra hóa thành một đoàn âm khí tan mất vô ảnh vô tung tiểu quỷ này tâm thần tương liên với vương thiên cổ nên hắn sắc mặt khẽ trắng bệt nhất thời cảm giác cực kỳ khó chịu. Chuyện gì vừa xảy ra? Thông đạo này chẳng lẽ còn có cơ quan khác gì sao? Vương Thiên Cổ kinh sợ nhìn nhau sinh chất vấn. Ngươi cho rằng thông đạo Linh Miễu Viên này tầm thường như vậy sao? Đừng nói là một con tiểu quỷ hình thể còn chưa ngưng kết. Cho dù là quỷ dương lễ phách hay là vô hình quỷ mỹ vừa tiến vào thông đạo này đều lập tức hùng phi phách tán nữa kìa. Ngay cả ta muốn tiến vào không gian này còn phải mượn hỏa trục này để ký thể dù sao ta đã đem thông đạo này mở ra rồi tiếp theo các ngươi có tiến vào được hay không á ta cũng không quan tâm nữa đến bây giờ nho sinh ngược lại là có vẻ bình tĩnh sau khi thản nhiên nói xong những lời này thì hóa thành một đoàn lục quan bay trốn vào bức tranh vốn vẫn đang lơ lửng ở không trung vương thiên cổ nghe nói vậy thì sắc mặt nháy mắt thêm âm trầm nghe ý tứ trong lời nói của nho sinh thì tựa hồ yêu quỷ vô hình đều không có cách nào trực tiếp tiến vào thông đạo hắn cùng môn chủ quỷ linh môn nhìn nhau liếc mắt một cái rồi cũng hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Ngụy Mẫu đã dùng thần thức dò xét qua thông đạo đối chuyện rồi. Mặc dù vì không gian đứt gãy nên cảm giác mơ hồ dị thường, nhưng bên trong thật sự là một cái không gian vô danh nào đó thì tuyệt đối không thể nghi ngờ rồi. Ta không có kiên nhẫn do dự nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, ta đi trước đây. Ngụy Vô Nhai hơi tự đánh giá một chút rồi nói thẳng, sau đó không để ý tới hai người nữa mà hóa thành một đạo lục quang hướng thông đạo bay đi. Môn chủ quỷ linh môn thấy vậy thì sắc mặt hơi đổi. Bao người các ngươi trấn thủ tại nơi này, dư sư đệ, chúng ta không lại mời nữa, cùng nhau đi thôi. Vì linh miễu duyên mà gặp chút phong hiểm cũng đáng mà. Huống hồ tinh hồn nọ đã bị ta hạ kinh hồn chú, nên phóng trường cũng không có can đảm đủ có cái gì đâu. Môn chủ quỷ linh môn sau khi phân phó thì lạnh lùng đánh giá cái bức tranh đang lơ lửng ở trước người. Sau khi thấy bề ngoài cũng không có bất cứ dị dạng gì phát sinh, thì ánh mắt chớp động vài cái. Hắn giơ tay, nhằm bức tranh ở hư không đánh ra một trảo hút đến trong tay sau đó đem họa trục ném vào trong tay áo tiếp theo hắn cùng vương thiên cổ cả hai người cùng hóa thành hai đạo cầu vòng hướng tới thông đạo bắn nhanh đi linh miễu viên nọ nghe nói thiên linh dự khắp nơi đều có nếu chậm trễ mà đi sau ngụy vô nhai thì thiệt hại có thể rất lớn vì vậy ba người ngụy vô nhai thân ảnh trước sau tiến vào trong thông đạo màu đen chợt lóe lên rồi biến mất trực tiếp xuyên qua vách ngăn không gian tiến vào một không gian khác Nơi này cũng không phải là linh miễu chiên Người nói lời này chính là người tiến vào thông đạo đầu tiên Ngụy vô nhai Hắn đứng đánh giá nơi xa lạ này vẻ mặt lo lắng Chỗ ngoại trường màu xám ra thì không còn màu sắc nào nữa ngẩng đầu nhìn quanh Khắp nơi đều toàn là đất xám Cao ước chừng hơn 10 trượng Cùng làn sương một màu xám Nhưng thực ra bốn phía mà thần thức Ngụy vô nhai đảo qua Mới chỉ một khoảng 10 dặm Nhưng nếu nói nơi này Là nơi trong truyền thuyết linh khí Nhiều gấp nhân giới mấy lần khắp nơi đầy linh hoa dị thảo thì không nói tới ngụy vô nhai và môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ mới xông vào cũng không tin tưởng mảy may bớt quá hai người này vừa xuất hiện nơi đây và tiến hành đánh giá bốn phía thì sắc mặt giờ phút này lại có vẻ có chút cổ quái lại có bảy phần giận dữ ba phần vui mừng lẫn sợ hãi điều này làm cho ngụy vô nhai vừa quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái có chút ngạc nhiên sau đó lòng cảnh giác nổi lên hắn nguyên tưởng rằng hai người này vừa thấy nơi đây không phải là linh miễu viên trong truyền thuyết thì sắc mặt phải khó coi tới cực điểm thậm chí là gọi phân thần của thương khôn thượng nhân trong họa trục ra mà ép hỏi sư đệ người cảm giác được không ma khí nơi này tối thiểu cùng gấp đâu nhân giới chúng ta đó ở chỗ này mà cùng người khác tranh đấu thì uy lực ma công của ta cũng phải gia tăng tâm thành đó môn chủ quỷ linh môn trầm mặt trong chốc lát rồi rút cuộc mở miệng nói sư huynh ta dựng ngươi tu luyện chính là ma công nên dĩ nhiên là cảm ứng được rồi nếu ở nơi đây lại tu luyện mà nói Thì chúng ta có thể có hy vọng lớn đột phá bình cảnh trước mắt để tiến vào một cảnh giới mới Vương Thiên Cổ ánh mắt chớp động, đồng dạng thần sắc phức tạp nói Hai vị đậu hữu, các người có phải nên đem tên kia gọi ra hay không? Dặn hỏi một chút mới được chứ Đừng nói với ta rằng Ngụy Mẫu hao tổn lên lực lớn như vậy chỉ để đến nơi đây Ngụy Vô Nhai xem trong chốc lát không có kết quả gì Thì dậm chân đập nát đá vụn ở dưới chân, sắc mặt âm hàng nhìn hai người vương thiên cổ lạnh lùng nói có này là đương nhiên hắn nếu không cho ba người chúng ta một cái lý do chính đáng thì dương mẫu sẽ lập tức làm cho hắn đứng thủ nổi khổ luyện pháp mông chủ quỷ linh môn nghe ngụy vô nhai nói như thế thì cũng nhớ ra chuyện bị tinh hồn nọ lừa gạt lập tức nổi giận sắc mặt dữ tợn trả lời theo sau hắn cầm bức tranh trong tay hướng trên mặt đất ném xuống một cái đem phân thần thương khôn thượng nhân gọi ra nhưng không chờ môn chủ quỷ linh môn làm phép trên bức tranh linh quang chợt lóe một đoàn lục quang đột nhiên từ trên trục bắn nhanh ra vương thiên cổ đứng ở bên cạnh tay mắt lanh lẹ vung trảo mở ra một cái đại hát sắc quang thủ chợp tới nhưng lục sắc quang đoàn này tựa hồ sớm đã dự mưu hết thảy trong nháy mắt đụng tóc tăng gấp bội lại có một chút huyễn hóa từ trong độc thủ đụng thoát ra ngoài hướng ra xa xa mà phá không mà đi ngụy vô nhai tự giữ thân phận nên bình tĩnh mà nhìn không có ra tay mà môn chủ quỷ linh môn nhìn thấy cái màn này thì trong lòng giận dữ, hắn vừa đảo bàn tay, lấy ra khối huyết sắc lệnh bài nọ xuất hiện ở trong tay, trên mặt hắn vẽ tàn khốc hiện lên, rồi hướng về phía lục quan đang bỏ chạy dơ lệnh bài lên hung hăng lay động. nhất thời trên lệnh bài xuất hiện vô số tia máu bắn ra bốn phía, lục quan xa xa cơ hội đồng thời đụng quan bị kìm hãm lại, trên không trung khẽ rung động vài cái. môn chủ quỷ linh môn trên mặt vui vẻ nhưng lục quang nọ trong giây lát đứng vững rồi lại tiếp tục độn tốc với tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn ba phần một lần nữa bắn nhanh mà đi trong nháy mắt đã hóa thành một điểm sáng nhỏ lần này không riêng môn chủ quỷ linh môn ngay người mà hai người ngụy vô nhai một bên cũng trợn mắt há hốc mồm ta không có nhìn làm chứ môn chủ quỷ linh môn hạ kinh hồn chú đối với một lũ tên hồn lại không có tác dụng hả Dược này cũng có chút ý tứ đó ta đi bắt người này về đi xem hắn rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì Ngụy Vu Nhai đột nhiên cười lạnh nói, theo sau thân hình thoáng một cái hóa thành một đạo cầu vòng phá không đuổi theo. Mông chủ, người... Vương Thiên Cổ rốt cuộc trong sự giật mình mà khôi phục lại, không khỏi mở miệng muốn hỏi cái gì đó. Mới vừa rồi kinh hồn chú đối với hắn người cũng không phải là chưa từng thấy, hắn lúc trước trúng mặt chú của ta không phải là rõ. vậy phần bây giờ vì sao không có tác dụng thì ta cũng cảm thấy rất hứng thú đó. Đi nào, chúng ta cũng đuổi theo, bốn môn chủ cũng muốn xem hắn đem chúng ta tự đến nơi đây rốt cuộc là có chủ ý quái quỷ gì môn chủ quỷ lên môn trên mặt đầy sát khí hung quang thoáng hiện mà nói cũng hóa thành một đạo kinh hồng bắn ra theo sau một không gian nhỏ như thế này hắn cũng không sợ tinh hồn có thể trốn đi nơi nào vương thiên cổ cười khổ một tiếng chỉ có thể bay lên không theo sát phía sau không bao lâu sau hai người dừng lại ở một vị trí giáp tiếp gần trung tâm ngụy vô nhai và tinh hồn trong bức tranh giờ phút này một lần nữa hóa thành nho sinh đang đứng đối diện dàn co nét mặt không có một tia sợ hãi nào điều này làm cho hai người có chút kinh ngạc bất quá khi hai người vương thiên cổ ngẩng đầu hướng phía sau nho sinh khoảng 10 trượng nhìn lại thì vừa bị hù dọa một trận chỉ thấy trong đám sương mù mờ ảo có một cự đại yêu vật cao hơn ước chừng 30 mươi trượng nằm trong một khối thủy tinh như lửa không nhúc nhích yêu vật này hai đầu bốn tay trên đầu có một cái sừng cả người đen nhánh như mực lần phiến sáng lập lòe diện mục lại càng dữ tợn hung ác răng nanh lộ ra ngoài thực sự là cực kỳ đáng sợ đây là cái gì mà ma khí dậy đặc vậy vương thiên cổ trong lòng khẽ chấn động một chút thất thanh kêu lên hắn không phải vì yêu vật khổng lồ hung ác này mà giật mình mà vì yêu vật này mặc dù bị phong ấn nhưng xung quanh lại tràn ngập ma khí nồng độ còn hơn xa chỗ ở trước mấy lần cũng mơ hồ mang theo một loại khí tức làm cho người ta kinh hãi Đi xuống nghe ngóng thử coi Hình như là đối phương muốn nói cái gì đó Môn chủ quỷ linh môn đồng dạng đối với yêu vật trong phong ấn rất là kiên kỵ Nhưng sau khi do dự một chút Thì mang theo vương thiên cổ khinh phiêu hạ xuống bên cạnh ngụy vô nhai Có vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ này Hắn cũng không quá lo lắng cái gì Hai vị đạo hữu đánh cũng thật là đúng lúc đó Tránh cho bản thân tại hạ phải lãng phí miệng lưỡi Nho sinh vừa thấy môn chủ quỷ linh môn hai người đến thì không sợ hãi mà ngược lại cười rộ lên. Người đem chúng ta đến nơi đây là có mục đích gì? Nói đi! Mông chủ quỷ linh môn trấn định nói, nhưng sau khi đánh giá đối phương vài lần thì trong lòng hết sức khiếp sợ. Bởi vì nho sinh đối diện trên người huyết hồng phụ văn vẫn đang lưu chuyển lóe ra không ngừng. Điều này rõ ràng là kinh hồn chú vẫn đang ở trạng thái phát tác. Hơn nữa trên làn da đối phương để lộ ra phụ văn vẫn chớp động nhưng nho sinh lúc này xuân phong đầy mặt trên mặt không có chỗ nào là có vẻ thống khổ hơn nữa thân thể quỷ mị cũng ngưng động dị thường không có chút dấu hiệu tiêu tán ngụy huynh không nói nhưng dương như môn chủ hai vị đạo hữu tu luyện công pháp chính là ma công truyền thừa từ thượng cổ lưu truyền tới nay hai vị có phải là cảm giác được ma khí ở đây khác hẳn với nhân gian giới không nho sinh một khi mở miệng nói làm cho ba người này có chút ngoài ý muốn như thế nào chẳng lẽ người muốn nói cho ta là nơi đây chính là linh miểu diên Vương Thiên Cổ bất động thanh sắc nói <laughs> Linh Miểu Duyên có lẽ là vậy đó Nhưng có thể là không phải Nho sinh thản nhiên nói Lời này là có ý gì Đến lúc này mọi ngươi còn muốn trêu chọc chúng ta hả Vương Thiên Cổ trên mặt băng hàng nói Các ngươi thật sự muốn tìm cái nơi linh vực thừa thải Linh khí nồng đậm mà thượng cổ tu sĩ lưu lại cho hậu nhân các ngươi sao Rất nhiều năm trước Có lẽ thật sự có nơi Linh Miểu Duyên này Hơn nữa không chỉ một chỗ nhưng ngày nay toàn bộ linh dược đã bị hái lượm không còn nữa bị hủy trong tranh đấu của thượng cổ tu sĩ rồi nơi này nói không chừng là nơi đã từng là linh miễu viên cũng rất có khả năng đó nhưng hôm nay nơi này bất quá chỉ là một khoảng không gian giữa nhân giới cùng thánh giới mà thôi nho sinh mặt ma mục tiêu quỷ dị không chút hoang mang nói thánh giới ngươi là cổ ma ngụy vô nhai nguyên bổn thần sắc lạnh nhạt khi vừa nghe được lời nho sinh vừa rồi thì nhất thời cực kỳ hoảng sợ kêu lên một tiếng đồng thời vội vàng hai tay bắt quyết lục sát độc vụ trên người cuồn cuộn toát ra đem thân thể bao phủ ở trong đó ngươi biết thánh giới của chúng ta hả nét mặt nho sinh hiện lên một tia kinh ngạc liếc mắt nhìn ngụy vô nhai có chút ngoài ý muốn Sự tình về thượng cổ mà giới tôi ta không biết nhiều lắm nhưng biết các ngươi cùng tu sĩ thượng cổ thế bất lưỡng lập vào thời xưa các ngươi đã từng muốn chiếm nhận giới chúng ta chắc điểm này cũng đủ rồi chứ ngụy vô nhai ẩn thân trong lục vụ lạnh lùng nói môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ vừa nghe nói thế sắc mặt nhất thời biến đổi Hát mang trên người chớp động một đoàn âm khí hiện ra bao bọc lấy bọn họ hai người cẩn thận nhìn chăm chăm vào nho sinh theo bản năng lùi lại hai bước tuy hai người chưa nghe nói đến thượng cổ ma giới cùng cổ ma nhưng thấy ngụy vô nhai như lâm đại địch đồng thời liên tưởng đến bộ dạng không hề sợ hãi của nho sinh trong lòng cực kỳ kinh hãi ta lại hiện tại bây giờ ba vị không cần phải biết nhưng bây giờ ta muốn cùng các vị thực hiện một cuộc giao dịch nếu thành thì có thể lập tức khiến cho cảnh giới của ba người tăng mạnh tiến vào hóa thần kỳ cũng không phải là không thể chẳng biết ba vị có hứng thú nghe hay không nho sinh sắc mặt không đổi chậm rãi nói từng chữ một ồ có loại chuyện tốt về sau hãy nói rõ một chút đi môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên gỗ nhìn nhau liếc mắt một cái bình tĩnh nói rất đơn giản các ngươi hẳn là đã thấy thân thể cổ ma phía sau rồi đó Ta muốn ba vị hỗ trợ giải trừ phong ấn trên người hắn, để trả ơn, ta sẽ dùng thân thể này mở ra một cái khe hở không gian tới thánh giới, sau đó mượn chân ma chi khí của một vị thánh tổ đại nhân, đưa vào thân thể ba vị để tạo thành vô thượng ma thể, từ nay về sau trở thành một thành viên của thánh giới chúng ta. Chẳng biết ý của ba vị thế nào? Lấy từ chất của ba vị, một khi thành công á, tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, Tiến dầu hóa thần kỳ cũng là chuyện nằm trong tầm tay thôi." Trong lời nói của nho sinh tràn đầy sự dụ hoặc, giải cựu phong ấn đưa ma khí vào thân thể môn chủ quỷ linh môn nghe mà tim đập thình thịch có thể trong nháy mắt tu vi đại tăng thậm chí có thể tiến vào hóa thần kỳ điều này đối với tu sĩ thực sự quá hấp dẫn hắn liếc mắt qua một cái thấy vương thiên cổ cũng đang nhìn mình bộ dáng rõ ràng cũng động tâm hai người các ngươi thật khổ đồ các ngươi nghĩ rằng sau khi đưa ma khí vào cơ thể thì các ngươi vẫn là người sau nói không chừng á lúc đó thần trí bị hủy trở thành khối lỗi của cổ ma không chừng đó Ngụy Vô Nhai sống lâu thành tinh, chỉ cần liếc mắt là nhìn ra tâm tư của hai người, lúc này mới không chần chờ lên tiếng nhắc nhở. "Ngụy huynh, ý của người muốn nói là?" Vương Thiên Cổ vừa nghe như thế, đầu như bị dội một gáo nước lạnh, nhất thời thanh tĩnh vài phần. "Có ý gì hả? Lời của bọn ma giới mà hai người cũng tin sao? Mặc dù không biết đưa ma khí vào thân thể là chuyện như thế nào, nhưng cái loại khí độ không cần xem xét đến cơ sở cảnh giới mà đã cường hành đầy thăng, các người nghĩ xem có thể có kết cục gì tốt chứ?" ngụy vô nhai trốn trong độc vụ nói không chút lưu tình môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ mỗi khi nghe thêm một câu thì sắc mặt lại khó coi thêm một chút sau khi nghe xong toàn bộ thì ánh mắt của hai người nhìn về phía nho sinh đã trở nên cực kỳ âm hàn nho sinh nghe nói thế liền nhíu mày miệng mở ra tựa hồ muốn tiếp tục dụ dỗ nhưng lúc này nét mặt ngụy vô nhai đã hiện lên một tia quỷ dị ở đống đá phía sau nho sinh đột nhiên vang lên tiếng rít sắc nhọn một đạo hắc ảnh không chút dấu hiệu bắn nhanh ra lóe lên một cái xuyên thủng bụng của nho sinh bay thẳng ra trước hơn mười trượng sau khi xoay tròn liền dừng lại giữa không trung đó chính là một con tiểu xà quái dị cả người đen thui cái đầu vô cùng nhọn sắc phía trên có một cái sừng nhỏ trắng như tuyết sắc bén tựa đau kiếm trên người một cái vảy cũng không có tỏa ra màu xanh đen bụng của nho sinh bị thủng một cái lỗ lớn to như cái bát bởi vì nho sinh là quỷ mị nên bên trong không có lấy một giọt máu tươi nhưng có một viên hồn thạch màu xanh biếc bị đánh nát hơn phần nữa, chỉ còn lại một ít mà thôi. Người biết được ta có hồn thạch và vị trí của nó. Nho sinh cúi đầu xem vết thương của mình, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Mà lúc này, trong lục vụ truyền đến lời nói không chút cảm tình của ngụy Vô Nhai. Ta tu luyện không phải là quỷ đạo, tự nhiên không biết hồn thạch là cái quái quỷ gì. Nhưng phá hồn xà của ta giỏi đối phó giam quỷ yêu mị, diệt sát một lũ tinh hồn đã hóa quỷ mị cũng là một chuyện dễ dàng mà thôi. Nho sinh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia cười khổ sau đó bụp một tiếng thân thể tự nổ tung hóa thành một đoàn khí xám trắng tỏa ra bốn phía mà môn chủ quỷ linh môn cùng vương thiên cổ thấy như thế trong lòng có chút ngoài ý muốn nhưng nhìn cự đại yêu vật cách đó không xa cũng thở mạnh một hơi quỷ đạo hữu à chúng ta phải phá hủy khối thân thể cổ mà kỳ sau càng nhìn thấy nó vương thiên cổ càng cảm thấy áp lực nên nhịn không được hỏi một câu nếu có thể phá hủy nó thì ngươi cho rằng tu sĩ thượng cổ còn lưu lại hay sao chứ bảo trì nguyên trạng tất cả chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là tốt nhất ngụy vô nhai im lặng một lát lắc đầu rồi nói vương thiên cổ còn có chút chần chờ môn chủ quỷ linh môn im lặng một lát đồng ý nói ngụy Hình nói rất đúng đó nơi đây thật sự là có chút quỷ gì đó chúng ta sớm rời đi thôi thấy hai người nói như thế vương thiên cổ tự nhiên sẽ không có ý kiến gì khác xoay người bay lên trời nhưng lúc này một thanh âm cực kỳ bình tĩnh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ai cho phép các ngươi trời đi chứ? Một khi đã đến chỗ phòng ấn ma thể của bổn tôn, các ngươi tưởng còn có thể sống mà trời khỏi nơi này sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hãy bỏ mạng lại đây đi. Nghe thanh âm quen thuộc này, trong lòng ba người vương thiên cổ tự nhiên đại chấn, trên mặt lộ vẻ khó tin, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy cái đoàn âm khí màu trắng bị đánh tan kia, không những không có tiêu tán mà còn hồi sinh, ngưng tụ thành một đoàn trong nháy mắt một tên độc giác quỷ đầu lờ mờ xuất hiện hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm ba người một chủ quỷ linh môn nhanh tay nhanh mắt giơ tay một cái một phi đao màu đen bay ra hóa thành một đạo hào quang chém về phía quỷ đầu nhưng hai phiến quỷ đầu bị tách ra trong nháy mắt đã ngưng tụ lại bộ dáng không chút thương tổn nhìn thấy cảnh này ba người hít một ngụm khí lạnh trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ trong lòng môn chủ quỷ linh môn trầm xuống bản thân quỷ linh môn am hiểu các bí thuật khu quỷ trảm hồn còn hắn thân là môn chủ cây phi đao bản mạng kia sau khi luyện chế thì có thần thông rất lớn về phương diện trảm quỷ diệt ma nhưng hôm nay đối mặt với quỷ đầu một điểm tác dụng cũng chẳng có điều này làm cho môn chủ quỷ linh môn mơ hồ có cảm giác không ổn ngụy vô nhai thấy thế thì mở miệng rít lên một tiếng tiểu xà nghe thấy liền búng chân lại hóa thành một đạo hắc mang tấn công đồng thời lục vụ cuồn chuyển một đại thủ màu xanh biếc đáng sợ xuất hiện hùng hăng chụp về phía quỷ đầu mà hai người vương thiên cổ cũng không có ý tứ để ngụy vô nhai đơn đã độc đấu một người thân hình xoay tròn tại chỗ điều khiển âm khí đổi hướng tấn công quỷ đầu người kia hít sâu một hơi hé miệng phun ra một cái đầu lâu màu vàng rực rỡ đầu lâu mang theo tiếng quỷ khóc hiệp trợ tấn công thế công liên thủ của ba người thoáng một cái đã hình thành nhưng vào lúc này quỷ đầu trong hôi vụ bỗng nhiên giơ một tay lên một tiếng kêu to vang lên liên miên không dứt. Tiếng kêu này sắc nhọn cổ quái. Cơ hồ ngay lúc đó, ma thể to lớn bị phong ấn chợt mở hai con mắt màu đen ra. Hai đạo quan trụ màu đỏ từ trong đó bắn ra, vừa vẹn bao bọc lấy quỷ đầu, hóa thành một tầng huyết tráo. Khí tức huyết tinh nồng đậm từ từ tản ra. Lúc này các loại công kích mới đến nơi, âm thanh ầm ầm lập tức vang lên không ngừng. Hắc khí lục quang đại thịnh bao vây lấy huyết tráo. Nhưng một lát sau, sắc mặt của ba người ngụy vô nhai liền biến đổi vội vàng thu hồi công pháp lại kinh hoảng thất thú đình chỉ công kích huyết sắc hộ tráo lại hiện ra thêm một lần nữa bất luận là hắc khí do ma công hay là bàn tay khổng lồ do độc vũ biến thành khi vừa tiếp xúc với vòng bảo hộ này lập tức vô thanh vô tức bị huyết tráo hấp nạp ngoài ra còn giúp nó dày thêm ba phần ngược lại tiểu xà và kim sắc khô lâu vây quanh màn hào quang mảnh công không ngừng thì không có xuất hiện dị tượng như thế ngay khi ba người trì hoãn nhìn nhau một chút, ma thể ở trong phong ấn lại một lần nữa xuất hiện biến hóa kinh người. Ma thể phát ra một tầng ổ quang, lúc mạnh lúc yếu, rồi từ trong cơ thể tản ra từng tia huyết mang màu đỏ. Trong nháy mắt, ma thể đã trở nên cực kỳ bắt mắt, hoàn toàn trở thành điểm sáng chói lòa. Mà cũng chính lúc này, hai mắt của độc giác quỷ đầu trong huyết sắc quang tráo nhắm nghiền, vô số tia hồng quang nhu nhuyễn, nhỏ li ti đang ngưng kết thành hình thể của một thường nhân huyết ti quang ảnh không ngừng lấp lóe vô số nhánh quang ti liên miên không ngừng từng tầng từng tầng nhanh chóng tổ hợp thành da thịt xương cốt có màu đỏ yêu dị trường cảnh quá quỷ bí này trực tiếp lọt vào trong mắt của mấy người môn chủ quỷ linh môn khiến bọn họ há hốc mồm sởn tóc gáy trong chớp mắt không chỉ thân thể bên dưới mà phần sừng của quỷ đầu cũng bị huyết sắc quang ảnh bao phủ từng khối từng khối huyết nhục ngưng tụ thành hình sau khi chứng kiến cảnh thân ảnh trong huyết tráo dần dần trở thành thực thể mà huyết sắc quan đoàn do ma khu bị phong ấn trong thủy tinh biến thành thì đang nhanh chóng nhỏ đi. Ngoài ra, hai đạo quan trụ lúc đầu giờ đang liên kết lại với nhau. Vương Thiên Cổ đột nhiên nghĩ đến một loại bí thuật trong truyền thuyết, không nhìn được, kêu lên một tiếng. Giải thể hóa hình, đây là loại bí thuật vô thượng trong ba công. Đồng thời hắn giơ hai tay lên, một đạo ô quang bắn ra, trực tiếp chém về huyết sắc quan trụ nối kết. Đó chính là một cái phiến đồng to bằng bàn tay, mặt trên có phụ văn màu đen lưu chuyển không ngừng. Ngụy Vô Nhai và môn chủ Quỷ Linh Môn sau khi nghe thấy Vương Thiên Cổ hô lên bốn chữ giải thể hóa hình thì cũng bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ, đồng thời dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy phiến đồng khi chém vào mục tiêu thì linh quang màu đen đại thịnh, huyết sắc quan trụ đột nhiên đứt gãy. Lúc này, quỷ đầu với thân thể phía dưới đã hình thành cảm ứng được nên mở hai mắt ra. Hai đạo quang mang yêu dị, một đen một tím lóe lên, nhếch miệng cười độc ác. Hàng Lập hiện đang ở trong một mảng hào quang, ánh sáng bao quanh thân thể, bốn phía xung quanh có chút hồn ám, mơ hồ không rõ. Vô số quan điểm màu trắng to như hạt đậu đang bay múa đầy trời, phiêu phù bất định giữa không trung. Đột nhiên hai tay Hàng Lập bắt pháp quyết, linh quang trên người di động không ngừng, một luồng kinh phong xuất hiện, bao lấy thân hình hắn vào giữa. Sau đó kinh phong càng lúc càng mạnh, kích thước càng lúc càng to, quan điểm màu trắng xa xa bắt đầu bị hút vào tựa thiêu thân. Không lâu sau, kình phong đã trở nên vô cùng to lớn, giống như cây cột chống trời. Những chỗ nó đi qua đều làm cho các bầy đá chạy. Ngay lúc này, trong kình phong truyền ra tiếng chú ngữ của hàng lập. Sau khi rung lên, nó tự động tán đi, trở lại thành từng giải hào quang phiêu đảng giữa thiên địa. Chú ngữ lại một lần nữa vang lên, hào quang chuyển hóa thành màu lam. Sau đó, tiếng nước cuồn cuộn ập đến, bốn phương tám hướng đều xuất hiện những cột sóng vô cùng vô tận cứt xạ ra xung quanh còn hàng lập thì đang cưỡi trên một cột nước rất to hai tay bắt pháp quyết lam quan rực rỡ tựa như thủy thần hà bá vậy khiến người khác không dám nhìn thẳng đột nhiên pháp quyết trong tay hắn biến đổi âm thanh chú ngữ thấp dần sóng nước bốn phía trong nháy mắt để tiêu biến như ảo ảnh tiếp theo từng tầng từng tầng hỏa lãng huyền hóa thành hình vài chục con hỏa dao dài khoảng chục trượng xuất hiện trong hỏa diễm há miệng phun lửa sau khi hỏa diễm qua đi từng loại từng loại thiên địa kỳ cảnh từ biển xanh rừng rậm sa mạc vô biên băng tuyết đầy trời đều hiện ra dưới sự điều khiển của hàng lập hắn lúc này đã giống như thần linh không gì có thể gây khó dễ hàng lập dùng pháp lực ngưng tụ lại một cự nhân hoang cổ cao khoảng ngàn trượng rồi ra lệnh cho nó vỗ vào ngực ngửa đầu lên trời hóng to đột nhiên chân trời bốn phía có một đạo ngân quang chớp động tiếp theo hóa thành từng phiến ngân triều từ xa cuồn cuộn tiến đến gần trong nháy mắt ngân quang chói mắt đã tràn ngập cả không gian cự nhân với sự tác dụng của ngân quang liền bị tan chảy như đống tuyết còn hàng lập sau khi bị nó bao lấy thì thấy hai mắt đầu đứng, không tự chủ được lấy tay che lại kêu thảm một tiếng toàn bộ ngân quang lập tức bùng nổ hàng lập cảm giác đầu óc quay cuồng bỗng nhiên mở hai mắt ra nào ngân quang nào thiên địa tất cả đều vô ảnh vô tung chỉ có một mình hắn đang ngồi tĩnh tọa trong một gian mật thất toàn thân mồ hôi đầm đìa thở sâu một hơi hàn lập mới bình tĩnh trở lại lúc này hắn mới nghĩ đến mình đang ở trong trụy ma cốc không lâu trước đó hắn đã uống một viên tạo hóa đan luyện chế được tất cả những thứ trên đều là huyển cảnh do dược tính của loại đan này gây ra mà thôi hàn lập ngẩn ngơ ngồi trên mặt đất mà không đứng dậy hắn đang nhớ lại những thể nghiệm đã trải qua sắc mặt âm tình bất định bộ dáng có chút giật mình có lúc nghi hoặc Đột nhiên hắn đưa tay sờ sơ lưng một cái Thấy áo bào của mình đã ướt sũng Khẽ cắn môi Cái loại tạo hóa đan kia thực sự quá thần kỳ Tuy hắn có thần thức cực kỳ cường đại Nhưng mới uống một viên Mà thần thức đã bị tán đi hãm nhập vào huyễn cảnh Mà ở trong huyễn cảnh Hắn đã hoàn toàn trở thành một người khác Trải qua các loại tao ngộ không thể tưởng tượng Nắm giữ nhiều loại pháp quyết cường đại Đối với hắn mà nói Thì việc dời non lấp biển Hô mưa gọi gió chỉ là chuyện nhỏ nhưng khi hắn hồi tưởng thì những khẩu quyết kia lại trở nên cực kỳ mơ hồ, căn bản không nhớ được chữ nào. Ngược lại, cảm ngộ và cách khống chế thiên địa linh lực hắn lại nhớ rõ ràng, giống như tự mình đã trải qua, vô cùng chân thật. Điều này vô cùng hữu ích trong việc giúp hắn đột phá cảnh giới. Hàng Lập tiếp tục nhắm hai mắt lại, ngồi tại mặt đất không động đậy. Lần tỉnh tọa này, chỉ gần nửa ngày hắn đã thu công, từ sâu trong hai mắt lại khôi phục sự bình tĩnh và trong suốt, vẻ nghi hoặc cũng đã biến mất. Hàng Lập đứng dậy, phất tay áo, đánh một đạo pháp quyết lên thạch môn của mật thất. Linh quang trên cửa đá lập tức lóe lên, tự động mở ra. Hàng Lập không nhanh không chậm bước ra. Tiếp theo, một đạo bạch quang từ bên trong thạch bích đột nhiên lóe lên, tiến vào trong tay áo của Hàng Lập. Đó chính là tiểu hồ do Ngân Nguyệt biến thành. Tạm bế quan mấy ngày rồi, thời gian vừa rồi có xảy ra sự tình gì không? Hàng Lập từ từ đi về phía cửa động, mở miệng tùy tiện hỏi một câu. Chủ nhân bế quan đã hai ngày hai đêm rồi. Trong thời gian đó, tử linh cô nương xuất quan trước, nên có qua nhìn một lần, nhưng thấy động khẩu vẫn chưa triệt bỏ cấm chế, vì vậy đã trở về. Ngân Nguyệt cung kính nói, Tù di của tử linh hơi kém, nên ảnh hưởng của tạo hóa đàn đối với nàng cũng không lớn. Xuất quan sớm một bước cũng chẳng phải là điều kỳ quái gì. Ngược lại, việc Ngân Nguyệt ngươi không chịu dùng tạo hóa đan mới khiến cho ta giật mình đó. Hàng Lập thản nhiên nói, Chủ nhân hẳn là phải biết, tiểu thị không phải là tu sĩ nhân loại mà chỉ là một lan yêu. Ngoài ra tiểu thị còn mượn tạm thân thể yêu hồ để tiến hành tu luyện nên có chút rối loạn, cực kỳ khác với nhân loại. Ngoại trừ đang dược giúp tu di tăng tiến thì tiểu thị không dám dùng những loại linh đan khác, nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tiểu Tỳ nguyện tốn thêm một chút thời gian hơn là mạo hiểm thử nghiệm. Ngân Nguyệt có chút bất đắc dĩ truyền âm trả lời Hàng lập nhíu mày Sau khi ngẫm nghĩ liền gật gật đầu Không nói thêm gì nữa nhưng cái quả linh chút quả này còn lại tất nhiên Hàng Lập sẽ không bỏ đi mà đều nuốt tất cả vào bụng trước khi dùng tạo hóa đan. Sau khi dược lực phát tác thì tu vi tăng lên không ít, thực không hổ là thiên địa linh dược. Khi Hàng Lập đến động khẩu thì những con khôi lỗi thú vẫn đứng yên canh giữ ở đó. Hắn bước lên vài bước, lấy một cái túi trữ vật bên hông ra rồi ném lên không trung. Hào quang lập tức xuất hiện, thu lấy toàn bộ khôi lỗi vào bên trong túi. Lúc này Hàng Lập mới mở động phủ, trầm ổn đi ra, ngay lập tức ở đỉnh núi bên cạnh có một đạo hào quang bắn nhanh về phía động khẩu của hàng lập hắn liếc mắt nhìn một cái ung dung phớt tay về bốn phía nhất thời trong đất đá xung quanh liên tiếp bắn ra từng cái trận kỳ trận bàn chỉnh tề rơi vào trong tay hàng lập hàng huynh cuối cùng đã xuất quan rồi ta còn tưởng đạo hữu muốn ở thêm trong đó nửa ngày nữa chứ lúc này đạo hào quang đã ở phía trên bầu trời trước mặt hàng lập thân hình của tử linh xuất hiện nàng phiêu phụ trong không trung mỉm cười nói với hàng lập Nụ cười khiến nàng ta lập tức trở nên vô cùng rực rỡ, xinh đẹp. Xem ra sau khi sử dụng đan dược, hiệu quả đối với cô nương thực sự là rất tốt ha. Chỉ cần đã tọa vài năm là có thể tiến vào kết đan trung kỳ rồi. Hàng mẫu xin chúc mừng đạo hữu trước. Hàng lập mở miệng nói ra lời tốt đẹp. Hàng huynh nói đùa rồi, việc phục dụng tạo hóa đan chỉ giúp tiểu nữ tiết kiệm vài chục năm khổ tu mà thôi. Ngược lại hàng huynh sau khi dùng tạo hóa đan thì rất có khả năng tiến vào nguyên anh trung kỳ. Điều này mới là việc đáng mừng đó đôi mắt đẹp của tử linh nhìn hàng lập mỉm cười nói tử linh đạo hữu sẽ không cho rằng hiệu quả sau khi dùng tạo hóa đan đối với tu sĩ nguyên anh và kết đan giống nhau chứ cái loại đan dược đó đó tuy dùng cho tu sĩ dưới hóa thần kỳ nhưng tu vi càng thấp thì hiệu quả càng cao tu sĩ kết đan khẳng định có thể tiến thêm một cảnh giới nhưng tu sĩ nguyên anh thì khó nói lắm đó hàng lập trấn định nói mà kệ thế nào nhưng tạo hóa đan chắc chắn giúp ích cho hàng huynh đề thăng cảnh giới hàng huynh không cần quá khiêm nhường đâu với tư chất của đạo hữu chỉ trong vòng 200 năm đã tiến vào nguyên anh sơ kỳ thì khả năng tu di tăng lên trung kỳ chỉ là việc ngày một ngày hai mà thôi từ chất hàng lập nghe tử linh nói ra hai từ trên thì trong lòng không khỏi cười khổ tuy không biết biện minh gì nhưng hắn vẫn lắc lắc đầu tử linh biểu môi đang muốn nói tiếp thì đột nhiên từ xa truyền đến thanh âm ầm ầm kinh thiên động địa tiếp theo cả trời đất rung chuyển hàng lập còn tốt nhưng tử linh đang lơ lửng trên không trung suýt chút nữa thì rơi xuống xảy ra chuyện gì vậy tử linh nhanh chóng ổn định thân hình sắc mặt hiện ra vẻ kinh hãi hỏi trong lòng hàng lập cũng giật mình hắn ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn về hướng âm thanh truyền tới hả vị trí kia hình như chính là phương hướng của tiêu ký ghi trên bản đồ trong lòng hàng lập khẽ động có chút nghi hoặc tự hỏi lúc này ở chân trời xa xa lóe lên một đạo bạch tuyến tiếp theo âm thanh bén nhọn như sấm sét dồn dập truyền tới bạch tuyến trong nháy mắt đã từ nhỏ biến to Trường đảo sóng khí màu trắng vô biên đột nhiên xuất hiện cách không xa nơi hàng lập đứng sóng khí trùng trùng những chỗ nó đi qua đều trở thành bình địa vô số đất đá bị cuốn vào trong tốc độ của nó vô cùng nhanh nháy mắt chỉ cách hai người có hơn trăm trượng bất hảo hàng lập thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến hô lên hắn không dám chần chờ phất tay áo một cái tiểu thuẫn màu lam bay ra đón gió lớn lên hóa thành cự thuẫn che chắn ở trước người hàng lập điểm chỉ về phía cự thuẫn một tầng lam quan bảo vệ bao bọc lấy hắn nhưng dường như hắn vẫn chưa an tâm tiếp theo liền hé miệng một đoàn lam sắt băng diễm bắn ra nổ tung trong khoảng không trước người hơn 10 trượng lam quan chói lòa âm thanh bụp vang lên từng đạo hàng khí nhanh chóng cuộn trướng hóa thành một tầng băng dày trong nháy mắt đã tạo ra một tòa băng sơn cao khoảng sáu bảy chục trượng chắn ở trước người hàng lập Tử Linh cũng cực kỳ hoảng sợ, tay chân luống cuốn, lấy ra một tấm khăn lụa. Cái khăn lụa này hóa thành một đạo hào quang hộ trụ toàn thân nàng. Sau khi thấy Hàng Lập đột nhiên ngưng tụ trên một tòa băng sơn, thì sắc mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Nhanh chóng hạ xuống, đứng ở bên cạnh Hàng Lập, khí lãng xa xa cuối cùng cũng đã táp tới hai người. Các bầu trời trở nên hung ám, sau đó âm thanh rạn nứt xuất hiện, băng sơn trước mặt rung rẩy rất nhiều khối cự thạch đập vào nó, gây ra tiếng kêu binh binh bang bang chối tai khiến người ta nghe được thì khí huyết quay cuồng trong lòng cực kỳ khó chịu tử linh thấy băng sơn có vẻ không chống chọi nổi thì không kịp được lộ ra vẻ sợ hãi sắc mặt tái nhợt liếc mắt nhìn hàn lập ở bên cạnh một cái hàn lập lúc này đang đứng ở trong màn hào quang do cự thuẫn biến thành thân xác bình tĩnh như thường một tia bối rối cũng không hề có tử linh thấy vậy trong lòng cũng bình tĩnh hơn nàng cho rằng hàng lập còn có thủ đoạn hộ thân khác nên mới trấn định như thế nhưng ngoài dữ liệu của tử linh chính là sau đó hàng lập chẳng di chuyển hay thi triển bất cứ pháp bảo cùng thần thông gì mà lam sắc băng sơn mặc dù bị sóng khí cự thạch công kích rung lên không thôi nhưng vẫn tỏ ra vô cùng cứng cỏi một tia rạn nứt nhỏ cũng không có xuất hiện tử linh trong lòng vui mừng lẫn sợ hãi thế mới biết làm băng kia không phải là do hàng khí bình thường ngưng kết thành tựa hồ so với tinh cương còn muốn cứng rắn hơn ba phần sau thời gian tầm một chén trà nhỏ, khí lãng kinh người rốt cuộc đã qua đi. Âm thanh âm âm u u cũng theo sóng khí phía xa xa mà biến mất. Không gian đồng dạng trở lại yên lặng không tiếng động. Nó rốt cuộc là cái gì vậy? Trong truyện ma cốc sao lại xuất hiện hiện tượng như vậy? Tự linh nhẹ thở ra một hơi, đem thải hạ trước người hóa thành chiếc khăn lụa thu vào trong tay, rồi mới nghi hoặc hỏi hàng lập. Không rõ nữa, tuy nhiên linh khí phía xa kia có chút bất thường, cực kỳ hỗn loạn. Mà khí lãng kia thật là kinh người Không phải là do người bình thường tạo ra Chẳng lẽ là cái hở không gian nào đó xảy ra vấn đề Bất quá cái lượng khí lãng này hung mảnh như vậy Ta xem cấm chế trong nội cốc không có mấy cái có thể chống đỡ được đâu Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ gặp phải thì còn có năng lực tự bảo vệ Nhưng nếu đó đi ra dùng ngoại cốc Thì cái đám tu sĩ kết đăng kỳ kia sẽ thiệt mạng đó Ánh mắt của hàng lập chớp động lẩm bẩm nói Tự linh nghe vậy thì đôi mi thanh tú nhíu chặt lại Dùng thần thức cảm ứng ở phía trước một chút Mặc dù biết được linh khí có một chút dị thường, nhưng chỗ đó thật quá xa nên nàng cũng không có rõ ràng lắm. Đúng là có chút bất thường, hàng huynh, chẳng lẽ ngươi muốn qua xem? Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, nhẹ giọng hỏi thăm. Qua xem hả? Tại sao phải qua xem chứ? Mặc kệ khí lãng này là do người tạo ra hay là tự động bộc phát, thì nơi đó cũng không phải là chỗ tốt đẹp gì đâu. Ta mặc dù khá tò mò đó, nhưng không muốn đi tìm phiền toái làm gì, nên theo đường cũ phản hồi thôi, dù sao lần này vào cốc cũng đã đạt hơn phân nửa mục đích rồi. Bây giờ trải qua cái trận kinh biến này thì quỷ linh môn chắc là sẽ không cố gắng tìm kiếm chúng ta đâu. Đây là thời điểm tốt nhất để thoát thân đó. Hàng Lập sau khi do dự một chút thì chậm rãi nói quyết định của mình. Sau đó hắn điểm chỉ về phía cự thuẫn trước người. Nhất thời cái mạng hào quang quanh thân nhanh chóng thu liễm biến mất. Thuẫn bài cũng thu nhỏ lại, chỉ còn tầm một tấc rồi bay vào trong tay áo. Về phần băng sơn trước mắt, Hàng Lập nhẹ nhàng phất tay về phía nó, nhất thời lam quan đại phóng băng sơn trong phút chốc đã thu nhỏ lại một lát sau một đoàn lam sắc hỏa diễm giống như lúc trước dung nhập vào trong lòng bàn tay của hàng lập trữ linh chứng kiến màn này trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ giật mình còn hàng lập thì giơ bàn tay lên xem một chút nét mặt lộ ra một tia hài lòng loại thủ pháp đem băng diễm thu vào trong cơ thể chính là một phương pháp vận dụng nó mà hắn hiểu được nhờ cảm ngộ khi chìm trong huyễn cảnh mặc dù là lần đầu tiên sử dụng nhưng điều khiển nhẹ nhàng như đã thuần thục từ lâu, giống như đã tập luyện qua nhiều lần. Điều này thực sự là làm cho bản thân Hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng việc hắn tại huyển cảnh thể nghiệm gì đó cũng không phải lão giác mà chính là thiên địa lĩnh ngộ. Hắn đã có sự thể nghiệm vượt lên cảnh giới thì khả năng tiến dài lên nguyên anh trung kỳ xem như có nhiều hy vọng. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra một chút tươi cười, quay đầu lại muốn nói cùng tử linh cái gì đó thì vào lúc này đột nhiên ở chân trời phía sau hai người quan mang chớp động tiếp theo lưỡng đạo động quang một trước một sau bay vụt đến động quang một vàng một trắng lắc lư rung rẩy tựa như đang chạy trối chết về phía hàng lập hả sau khi hàng lập dùng thần thức kiểm tra thì tỏ ra vẻ ngoài ý muốn khẽ kêu lên một tiếng sao hàng huynh hình như nhận ra hai người kia tử linh cũng dùng thần thức dò xét một chút ngoài việc nhìn ra chủ nhân lưỡng đạo động quang đều là tu sĩ nguyên anh kỳ thì không biết thêm gì nữa nên không nhịn được hỏi một câu đương nhiên nhận ra hai người kia còn có một chút gút mắt với ta nữa. Hàng lập nhíu mày một chút, tiếp theo ánh mắt cổ quái nhìn chầm chầm về phía xa xa, lạnh nhạt nói. Trong động quan có hai người, một vị sắc mặt vàng vọt, mặt hoàng bào, chính là hoàng phong cốc lệnh hồ lão tổ. Mà người bên cạnh hắn sắc mặt trắng bệch, thần tình lạnh như băng, chính là bạch y nữ tử đại trưởng lão của Yểm Nguyệt Tông, sư tỷ của Nam Cung Uyển. Hai người kia cũng vào trụy ma cốc, khiến cho hàng lập không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc trước hắn đâu có thấy bọn họ nhập cốc, xem ra bọn họ không phải là dịch dung lẫn vào mà cố ý kéo dài thời gian, tại thời điểm cuối cùng mới lẻn vào trong cốc. Hai người này bây giờ mặt mang vẻ sợ hãi, liều mạng thúc giục động quan chạy trối chết, nhưng rõ ràng phía sau lại không có một bóng người, tựa hồ có cái gì đó đáng sợ sẽ mau chóng đuổi theo, nên một khắc cũng không dám dừng lại. Hàng lập trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì thần thông của bọn họ cũng không kém. Lệnh hồ lão tổ là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, mà sư tỷ nam cung uyển cũng có công pháp pháp bảo sắc bén dị thường hai người như vậy liên thủ mà vẫn không địch lại còn phải chật vật bỏ chạy thật sự làm cho người ta khó có thể tin được chẳng lẽ kẻ đuổi giết phía sau chính là vị mẫu lan thần sư pháp sĩ họ trọng kia nghĩ tới đây hàng lập rung mình hắn cùng mẫu lan pháp sĩ quan hệ cực kỳ tệ hắn đã phá hoại chuyện tốt của người mẫu lan mấy lần lại còn giết chết không ít mẫu lan pháp sĩ cao cấp nếu gặp thần sư họ trọng nọ thì sợ rằng hắn sẽ không lưu tình xuất thủ đối với mình Nghĩ tới đây, Hàng Lập không dám chần chờ nữa. Hắn lúc này thừa dịp hai người xa xa chưa chú ý tới nơi này, thân hình nhoáng lên một cái đã đến cạnh tử linh. Không chờ nữ nhân này kịp kinh ngạc mở miệng hỏi, hai tay Hàng Lập bất quyết, linh quang trên người chớp động, rồi một mảng thanh hà bỗng nhiên xuất hiện trên đầu hai người, nhẹ nhàng hạ xuống. Thân ảnh Hàng Lập cùng tử linh trở nên mờ nhạt đi, trong nháy mắt đã ẩn nạc biến mất vô ảnh vô tung. Đang lúc này, lưỡng đạo độn quan xa xa khó khăn lắm mới đến gần chỗ Hàng Lập, lên hồ lão tổ, mặt mày xanh mét, hàng lập cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng đột nhiên ánh mắt hắn chớp động một chút, nhìn thẳng về một chỗ cách khoảng hơn trăm trượng ở phía sau hai người, đôi mắt nhíu lại. Các người muốn chạy đi đâu sao? Ngay cả đồng bạn cũng bỏ mặt hả? <laughs> hai người tu gì không kém, nguyên thần rất tốt, giờ hợp làm giặc đại bổ cho bổn tôn. Bổn tôn như thế nào lại để cho các ngươi chạy mất chứ? lần này sẽ không có việc gì ngoại ý phát sinh đâu <laughs> hai người các ngươi tốt nhất là hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi <laughs> người kia cười lớn không kiên nể gì mấy câu nói làm chấn động ông ông toàn bộ vùng xung quanh trong phương viên mười dặm các tu sĩ khác cũng có thể nghe được rõ ràng tiếp theo tại chỗ hàng lập ngóng nhìn đột nhiên lóe lên ô quan một luồng hắc mang quỷ dị xuất hiện hắc mang phiêu hốt không ngừng chợt ẩn chợt hiện nhưng mỗi một lần thoáng lên Điều rút ngắn khoảng cách động quan phía trước một cách rất quỷ dị. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hắc Mang đã cách hai người lệnh hồ lão tổ ở phía trước có năm sáu mươi trượng. Mà lúc này, trong Hắc Mang mơ hồ có một bóng người, mặc dù cực kỳ mờ nhạt, nhưng Hàng Lập vẫn vội vàng ngưng thần quan sát. Tuy nhiên không biết Hắc Mang kia là công pháp bí thuật nào mà với tu vi của mình, Hàng Lập cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu qua, chỉ có thể xem xét đại khái bên ngoài. Nhưng thân hình người đó Hàng Lập cảm thấy có chút quen thuộc, ngẫm nghĩ một chút liền giật mình cả kinh năm lũng, lũng hầu hắn, hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa nữ còn biến thành bộ dạng, dạng như thế nữa hàng lập trong lòng vô cùng kinh nghi người này đúng là nam lũng hầu đã bị ma hóa hàng lập thực sự không biết thân thể đối phương đã bị ma hồn xâm thể sớm đã không phải là nam lũng hầu nguyên bản nhưng đối với ma khí trùng thiên trên người đối phương cùng với việc hắn có dũng khí đuổi giết lệnh hồ lão tổ cùng yểm nguyệt tông đại trưởng lão thì tự nhiên biết bên trong đó có điều kỳ quái nên không dám mạo muội mà xuất hiện Lúc này, Nam Lũng Hầu điều khiển hát mang, mắt thấy cách hai người phía trước chỉ có hơn 30 trượng, thì hắn phát ra một trận cười âm u quái dị. Phóc một tiếng, hát mang lập tức bạo liệt. Một đoàn ma khí tối đen như mực xuất hiện, bao bọc hắn vào trong. Tiếp theo, ô quang lóe lên vài cái. Nam Lũng Hầu trong nháy mắt đã biến mất trong hát khí. Lệnh hồ lão giả cùng bạch y nữ tử rất chú ý đến cử động của Nam Lũng Hầu. Thấy hắn vừa quỷ dị biến mất thì sắc mặt hai người đại biến không hẹn mà cùng đình chỉ độn quang lấy ra một cổ kính màu đen và ngọc như ý màu vàng sau đó chúng liền hóa thành từng đạo linh quang bảo hộ hai người mà ở phía trước cách hai người không xa hắc quang chợt lóe mà khí đèn nhánh đột nhiên phun ra trong nháy mắt tràn ngập phương viên hơn mười trượng thân ảnh của nam lũng hầu thoáng hiện bên trong các người rõ ràng biết không phải là đối thủ của ta mà còn phản kháng thì thật sự là quá ngu xuẩn Nam lũng hầu nha răng cười cười rồi nói Tùy tiện phất tay Một tiếng nổ truyền đến Phản phất như một bàn tay vô hình khổng lồ Đánh trúng bạch y nữ tử Trong màn hào quang do bảo kính biến thành Nhất thời cả người nàng ta Bị văng ra xa bảy tám trượng Sau đó mới lắc lư miễn cưỡng ổn định thân ảnh Lệnh hồ lão tổ mặt vốn xanh mét Giờ lại cực kỳ khó coi Ngươi rốt cuộc lại Chẳng những phụ thân vào thân thể Nam lũng đạo hữu Mà còn dám cắn nút nguyên thần tu sĩ Nguyên anh kỳ chúng ta Ngươi thật sự tưởng rằng mình có thể đối địch với tất cả tu sĩ trong cốc sao? Lần này tiến vào truyện ma cốc có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Ngươi có lợi hại đến mấy thì cũng khó mà thoát chết. Linh hồ lão tổ đột nhiên lớn tiếng quát. Hơn 10 người hả? <laughs> Quá tốt luôn. Nguyên tưởng rằng ở trong cốc chỉ có vài tên tu sĩ các ngươi. Nhưng hiện giờ lại có biết nhiều tu sĩ cao cấp như vậy á. như vậy bổn tôn cũng không giỏi đi tìm thân thể Mà trước tiên đi cắn nút nguyên anh cái đã nó không chừng á hồn lực của bổn tông có thể hồi phục được bảy tám phần đó nằm lũng đạo hủ chẳng những không e ngại mà ngược lại âm trầm cười nói sau đó hắc khí trong nháy mắt bắn ra bốn phía tiếp theo một đạo thân ảnh hắc hồ mang theo cả chuỗi tàn ảnh từ trong hắc khí bắn nhanh ra lao thẳng tới lệnh hồ lão tổ